Hello, welcome back to my channel Lubu Live Vlogs. And now Lubu make snack with green mango, very sour. And this one, okay, I show you. Creamy. And this one I have fish sauce, like sugar, many sugar, pepper, and one chili. So I have this one. Like very delicious, very smells very good. You know, you can see sugar, many sugar, because green mango very sour. Okay, I cut green mango now. Okay, Fabio, now I cut green mango. So washing first. So like this one. Look very delicious. Very sour. Con ăn xào chua được không? Được phải không? Look one is dry now. So đúng rồi, ngọt nguy hiểm đó, còn dễ đứt tay. Không có nói gì vậy, không có nói dễ đứt tay. Đúng rồi, nhưng mà không có nói nha. Không very big green mango, very big for me. Chạy xuống dưới lấy hộp muối tiêu nữa đi, đi qua bên ngõ kia kìa. Dưng cái muỗng nữa nha con, một cái muỗng thôi. And ready, they finish. I mean, make quickly. Cut quickly. Nice. Cái hũ tròn tròn nhỏ nhỏ đó. Mỏi tay quá. They finish. Wow, finish. So look very delicious. Ăn không bây? Con ăn không? Hả? Muỗng gì cũng được hết á. Ok. Muối chảy nhiều hơn.
Thấy thèm chưa? Gôn thấy thèm chưa? Nhớ ngậm miệng lại nha không? Để súng răng rồi nó chảy nước miếng ra đó. Rồi mình bắt đầu ăn nha. Bi có ăn không? Okay, finish and now we go. Now we ready to eat. Rồi. Nó lẫn đùng đùng đùng. Rồi ok. Để úp sốt cho nó ngon nha. Bây giờ coi nó thử miếng thôi nha. Không có tay ra, không có tay gì nữa nha. Ok, ngồi xuống đi ta. Ngồi xuống. Con chạy ra lắm á. Con Duyên ra trụng rớt cái điện thoại của nó nha. Con Duyên ghi rất sao không ngồi được. Tên như này coi, nhìn nè. Nè. Chị ba gọi. Chị ngồi nè. Chị ba gọi nhìn mình ở xe. Nè. Ok. So. Nhìn nè. Smell very good. Bi có muốn ăn không? Ngon quá. Very delicious. Quá này. Ngon không? Ngon quá rồi này. Very delicious. Hai bánh luôn. Hai bánh không nhận. Ăn không hàng, có tiêu quá. Có tiêu vậy. Có tiêu quá. Ngon bê. Ngon. Chấm cay không? Cay không? Không. Không cay không? Ồ. Nhớ rồi nè, ngon không? Lấy cái nào lấy một cái thôi, mới lấy tùm lum. Okay, see you later. Rồi tắt cho bố cái nút màu đỏ đi rồi đi.